Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin chiều tối ngày 28, ngày 2 tháng 8 năm 2024, phát vào lúc 20 giờ các bạn. Thì như chúng ta biết, tức là bây giờ trước khi vào cái Ukraine thì chúng ta điểm gì tin các cái tin của thế giới trước. Thứ nhất là cái ông Putin, ông đã gặp các cái, những người được trao đổi, thì ông đã đón tại sân bay sau khi mà được bàn giao tại Ankara. Thì tới Moscow được Putin đón. Như vậy là đây là toàn những nhân vật cộng cán cả. Hezbollah, cái lực lượng tại phía Nam Liban đã tấn công nã tên lửa vào Israel. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng gọi là trả đũa cái vụ mà giết chết cái ông Shuker, tức là cái ông mà đánh tay phải của ông Hassan ấy thôi. Và bên Israel cứ nghĩ là đánh lớn cho nên là đã dương lực lượng ra, kể cả cái hệ thống Iron Dome, tức là cái vòm, mái vòm này để mà chống đỡ. Hiện nay F-16 của Ukraine thì đã hoạt động tại 4 khu vực. Thứ nhất là tại Lvov, thứ hai là tại Odessa, thứ ba là tại Frankiv. Cái bản đồ này là đây, Ino-Frankiv, và thứ tư nữa là tại Khmelnytsky. Tức là 4 khu vực này đang hoạt động các bạn. Để nhìn này chúng ta sẽ thấy đây là Lvov thì chúng ta biết rồi, Khmelnytsky, Ivano-Frankivsk và Odessa. Đấy. Thì như thế là bay, chắc là bay dạo chơi dạo chiếc gì đây thôi, chưa là bản gì hết. Hiện nay thì cũng đã phá được một số cái UAV, tức là bắn phá một số cái UAV của Nga đang bay chỗ Lvov này. Tóm lại là đang trong cái giai đoạn là phòng không thôi, chứ chưa chiến đấu. Chưa đấu, chưa không đối không. EC tức là Liên minh Kinh tế Châu Âu thì nói rằng là Slovakia và Hungary thôi đừng có xài dầu của Nga nữa. Thì hóa ra chính là bọn EUC này là nó xui cái Ukraine này là cắt cái đường ống quá cảnh này chứ không ai khác hết. Cho nên khi là kiện lên EU, là kiện lên cái đám đấy, thì đám đấy thì nó bảo thôi đừng có lấy dầu Nga, thì thôi, thua. Ngày 1 tháng 8, ông Erdogan lần thứ hai lên tiếng về cái việc khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp vào Israel, tức là tham gia cùng với Hamas và Hezbollah để chống lại Israel. Thì Ngoại trưởng của Israel cảnh cáo Erdogan, và ông lại muốn giống Hussein, Saddam Hussein thứ hai phải không? Nên tôi nói có thể nói là rất là sức sượng. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là rõ ràng là nó gần như nó thao túng toàn bộ cái Trung Đông này. Đấy, bây giờ nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ mà nhảy vào thì hôm trước sau Erdogan cũng giống như Saddam Hussein. Đấy là cái lời cảnh báo. Hiện nay thì ông Trump chỉ trích rất dữ dội ông Biden về cái vụ trao đổi vừa rồi. Chắc là mất mấy con cá lớn, cho nên là Putin ra đón là các bạn biết rồi. Ông Phạm Minh Chính của Việt Nam sau khi hội đàm và ký kết các cái thỏa thuận với Ấn Độ đã về nước, rất cảm ơn cái sự đón tiếp trọng thị của Modi và có một cái gói tức là cho vay 300 triệu đô để mà phát triển cái ứng dụng chung của hai nước. Ông Biden đã có một cuộc điện đàm khẩn cấp với ông Netanyahu để mà một là bàn cách, hai là giàn hòa, tức là làm sao cho nguội cái đầu của Iran đi. Trong khi đó thì Harris cũng ngồi nghe, tức là cùng đàm thoại. Harris thì có vẻ như là muốn chấm dứt cái cuộc chiến tại Gaza này. Và sau khi gọi với Netanyahu xong thì ông Biden tiếp tục gọi cho thái tử của Ả Rập Xê Út là ông Mohammed bin Salman, cũng đang nói là kế hoạch làm sao mà giảm cái ngòi nổ tại Trung Đông. Mà tôi không hiểu tại sao bây giờ đánh người ta xong thì cứ bảo là thôi đừng đánh nữa, nó ồn, nó kiểu như vậy, tôi rất là quái lạ. Kiểu như là hai bên đánh nhau, tức là cứ giữ cái tay cái thằng bên kia lại, còn cái thằng của mình cứ để cho nó đánh. Hai thằng đánh nhau thì cứ để cho thằng của mình đánh, còn giữ cái tay của thằng đối phương, của thằng nhà mình lại. Rất là quái.
Iran là cựu ngoại trưởng, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao làm phó tổng thống, đó là ông Jarif, tức là có tổng rồi, bây giờ có phó tổng nữa. Hiện nay tình hình Bangladesh thì nó rất phức tạp. Trước đây thì nó cũng chống về cái chi phí nọ kia của tăng lên, chính phủ của bà Hasina, bây giờ bắt đầu lại đến cái làn sóng biểu tình của sinh viên nước này thì cũng rất là nguy hiểm các bạn. Argentina là vừa rồi là coi như là thao túng cái trong cái cuộc bầu cử tại Venezuela, thì ông Maduro sau khi ông thắng cử thì ông trục xuất coi như là 7 cái nhân viên ngoại giao của 7 cái đại sứ quán, trong đó có Argentina. Thì hôm nay thì các nhân viên sứ quán Argentina đã về nước. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang cái ông Haniye, thủ lĩnh của Hamas vừa bị sát hại tại Tehran. Tại Anh thì chúng ta biết là từ hôm vừa rồi đã có một cái vụ đâm dao tại Southport, thì sau đó là có một số chết và bị thương. Thì sau đó là dân ở cái chỗ đó người ta biểu tình, và bữa nay biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nơi xung quanh. Thủ tướng, tân thủ tướng là ông Starmer hiện nay phải đến trực tiếp để giải quyết vấn đề này. Ý là bà Meloni, thủ tướng, đã đến Trung Quốc trong 5 ngày để hâm nóng lại cái tình hữu nghị cũng như là quan hệ ngoại giao. Vừa rồi có sự hiểu nhầm trong cái vấn đề là bà Meloni của Italia rút khỏi cái gọi là vành đai con đường. Thì bây giờ họ qua họ giải thích. Tóm lại, anh nào muốn làm anh của Trung Quốc hết. Nếu mà EU không chơi tập thể thì nó chơi đánh lẻ rồi. Pháp đi rồi, Đức đi rồi, giờ đến Ý đi rồi. Thì chúng ta thấy là các nước lớn của châu Âu đã qua Trung Quốc. Trung Quốc cũng muốn sửa ấm quan hệ với Hàn Quốc bằng cách là cùng nhau, tức là đầu tư cho các cái doanh nghiệp nổi tiếng của nhau. Chúng ta hay dùng từ đại bàng đấy, các cái, và linh dương, thì đây là tức là đầu tư cho các cái doanh nghiệp linh dương của hai nước. Iran nối lại quan hệ ngoại giao với Gambia là một nước Tây Phi. Gambia đây các bạn, nước nó nhỏ rồi, cái thí tạo này, còn đây là con to này là nó là Senegal các bạn nhé. Thủ đô Dakar là của Senegal. Thì Gambia này thì cũng với Iran là các cái quan hệ ngoại giao trước đây. Chúng ta đừng có nhầm từ Gambia này với lại Zambia là ở phía dưới này các bạn nhé. Zambia là khác. Còn Namibia nữa là khác nữa. Thì Iran bây giờ là cũng nối lại cái quan hệ ngoại giao đó. Cái bốn nước tứ giác kim cương là WAC, gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ, hiện nay đang rất là quan ngại về cái chỗ Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines, và thậm chí ở phía Bắc một tí nữa đó chính là về Đài Loan. Thì Nhật Bản hiện nay cũng đang xung phong tổ chức hội nghị thượng đỉnh của bốn nước WAC này, tức là tứ giác kim cương. Cái vụ phá hoại đường sắt trước khi mà khai mạc đại hội Thế vận hội thế giới năm 24 tại Paris, thì hệ thống đường sắt bị tê liệt, làm cho khoảng 120.000 người là trễ các cái chuyến. Thì Pháp đổ hô cho Moscow là làm cái trò này, nhưng Moscow đã cực lực phản đối. Hiện nay Nigeria một nước Tây Phi, nước to lắm. Đây là một trong nước to đùng, nó không phải to bằng các cái diện tích so với các nước kia, nhưng mà nó là một nước lớn. Thứ nhất lớn về diện tích, thứ hai là lớn về dân số, và cái thứ ba là lớn về cái nền kinh tế. Thì hiện nay là nước này cũng đang biểu tình, mà có vẻ như là giống Kenya nó nằm bên này các bạn, tức là chống chính phủ về các cái chi phí sinh hoạt tăng quá cao. Hiện nay đại sứ của các nước Mỹ, Anh và Canada đang chuẩn bị chuồn khỏi đây, bởi vì người ta nghĩ rằng là các cái cuộc biểu tình này nó sẽ giống Kenya, người ta sẽ đập phá và có thể là các sứ quán sẽ bị ảnh hưởng. Trước thêm cái cuộc gặp giữa ông Maduro,
tổng thống mới tái đắc cử của Venezuela với ông tổng thống Nga Putin tại Kremlin. Hôm nay, Điện Kremlin cũng thông báo là Nga đã có kế hoạch phát triển toàn diện với Venezuela, bao gồm cả các cái lĩnh vực nhạy cảm nhất. Thì chúng ta biết là rõ ràng qua đây là bạn nhiều chuyện, đặc biệt là vấn đề an ninh và quốc phòng này, đảo chính hay cái gì đấy vân vân, nói chung là gián điệp tình báo là cái phải lo hết quân sự. Singapore là một quốc gia phát triển rất nhanh về cái kỹ thuật số, có thể nói là hiện nay đang đứng đầu thế giới về lĩnh vực này. Đã vào tính chỗ Singapore, một quốc gia rất là hoành tráng, một quốc đảo. Đây chúng ta về quê, thì ra quê tí thì chúng ta vào phố. Singapore thì chúng ta biết rồi là một trong những bốn con rồng của châu Á, rất là ok. Đây, thành phố xanh sạch đẹp. Xanh sạch đẹp chính là quốc đảo Singapore. Cái nhà cao tầng thì nó nằm có theo khu thôi các bạn nhé. Như Hồng Kông cũng vậy, nó nằm theo khu, chứ không phải lúc nào nó cũng là ấy, cái chỗ trung tâm thương mại tế đó kia thôi. Chứ còn dân với các thứ thì nó ở như lúc nãy chúng ta thấy đấy. Công viên rồi nó ở những cái chỗ như bên này đó. Nó ở như này. Chứ còn nó còn các cái nhà cao tầng chọc trời này thì nó quy hoạch riêng. Hồng Kông hay là Đài Loan, Đài Loan thì nhà nó không cao bằng Hồng Kông và Singapore. Nếu mà nói về cái độ cao tầng của bốn cái con hổ châu Á này, nhất là ông Hồng Kông, thì ông Singapore, thứ ba với ông Seoul và thứ tư với là ông Đài Bắc. Còn Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy bây giờ tại Hà Nội, Sài Gòn thì các cái khu vực mới, thì ví dụ như là cái chỗ mà Trần Duy Hưng, đấy, từ Trần Duy Hưng hất ra Mỹ Đình thì chúng ta thấy là toàn nhà chọc trời hết, rất cao. Còn bên thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là bắt đầu bên quận 2, quận 2 nó cũng chuyển rất là mạnh. Ông Trump từ cái ngày mà bà Harris bà vào, và tức là ra tranh cử, thì chúng ta biết là ông bay bốc hơi, tức là tài khoản của ông bốc hơi 900 triệu vốn hóa. Thì là vốn hóa tức là chúng ta biết là, tức là chứng khoán ấy, nó cũng là bay tiền chứng khoán thôi. Thì của anh này là cái trong cái mã của anh là cái gọi là Media Technology Group, bay mất 23% giá trị, tương đương với 900 triệu đô. Và ông Trung cũng đã nhận lời thách đấu với bà Harris. Hôm trước thì chúng ta nói là ông rút lui, lùi một bước, nhưng mà bây giờ thì đã chấp nhận sẽ đấu với nhau trên truyền hình với bà Harris. Thì bà Harris chúng ta biết rồi, bà là luật sư và đã từng là cựu tổng trưởng lý của California, rất là lớn đấy. Mỹ hiện nay, từ hôm qua hôm nay là tăng cường rất nhiều quân nhân, tức là và các cái vũ khí khí tài hiện đại đến Israel để chuẩn bị đón các cái cuộc trả đũa tiềm tàng từ Iran. Nga lại tiếp tục bắt một tổng giám đốc công ty cung ứng cho quân đội thì gian lận 400 triệu rúp. Thì ông này là nó lại liên quan với hai ông nữa, nhưng mà chúng tôi cũng chưa tiện nêu tên. Thì chúng ta thấy là cái thanh trừng quân đội tại Nga hiện nay đang rất là ráo riết. Thì cái vụ mà bắt bớ này thì tôi nói là Putin là có thừa sức. Thì chúng ta biết là hồi ông mới chấp chính năm 2000 là ông đã tóm hết các tỷ phú rồi, là các bạn biết rồi, trong khi là ông chưa có một cái mới ngồi, xin lỗi, là chưa nóng đít cái ghế tổng thống, đã lượm sặc luôn. Sau khi mà nói chuyện đàng hoàng không nghe anh nào chống đối là hốt luôn, thì cái thời điểm đấy làm rất căng. Thế còn bây giờ trong cái nội bộ, nhất là trong quân đội này nữa, mà anh tham nhũng và anh một cái dạng như phản quốc nội xâm này, cho nên ông cũng rất là mạnh tay. Thì chúng tôi cứ nói đùa, nhưng mà sau khi qua bắt tay bắt chân ông Nguyễn Phú Trọng, sau một tháng sau đó Nguyễn Phú Trọng đi thì ông này về nhà, tháng đấy là ông làm rất là ghê gớm. Thì đấy là nói vậy thôi, chứ thực tế là nó có cái kim lâu ngày trong cái thì nó cũng lòi ra, thì là Nga đang tích cực làm cái chuyện này. Thì đấy là một số một cái tin tôi cho là cũng tương đối nóng tại thế giới trong 24 giờ qua.
Tại mặt trận thì chúng ta đến cái chỗ khu vực hướng này, bây giờ chúng ta gọi là hướng Pakrovsk các bạn nhé. Đây là phường Pakrovsk này. Chúng ta thấy là dày đặc cái súng của Nga. Bây giờ chúng ta đi cái khu vực này trước. Cái khu vực này, khu vực New York thì cái chỗ này nó có một con sông. Chúng ta hôm trước là chúng ta có nói con sông này rồi. Đó. Thì hiện nay là chính vì cái chỗ này cho nên là nó lõm như thế này, cho nên là Nga đang tấn công qua khu vực này rất là khó khăn, bởi vì nó có gọi là hàng rào nước, tức là hệ thống phòng thủ nước. Nên tuy nhiên thì Nga sẽ tấn công phía bên Đông Bắc này. Đấy. Thì một số cái lực lượng Nga sau khi vượt qua sông đây thì đang thâm nhập vào cái khu vực này thì đã bị bao vây và tiêu diệt, một số đã bị bắt. Quân Nga đã bị bắt ở tại khu vực này các bạn nhé. Ta có thể thấy một cái video một số lính Nga đang mới vượt qua đang ở trong cái ngôi nhà này thì lại bị bắt này. Nó gọi là Kryvyi Toret. Nhưng mà thực tế là Nga lại tấn công cái hướng này. Hướng này chúng ta biết là hướng Đông Bắc. Để mà nhằm cái là chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Tức là sẽ bao vây cái chỗ này. Còn phía trên này, Zaliznaya này. Thì sau khi mà tấn công hai phía, hai bên của cái... Tức là định đánh theo góc, góc cạnh như thế này. Tức là đây là mỏ đồng. Thì là Nga là đánh bật súng, súng phía dưới này. Đấy, nếu mà xuống phía dưới này thì rõ ràng là sẽ tương tác với cái chỗ mà Toret ở dưới thì có thể là nó tạo một cái vạc lớn hơn chứ không phải cái vạc như vậy. Thì chúng ta ra ngoài này chúng ta nhìn đây, hiện nay là tôi cũng đang học cái công nghệ nhấp nháy đây, thì đây chúng ta thấy là Nga đang tấn công hai cái hướng này. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy là hôm qua hôm kia mấy hôm trước thì chúng ta nói là đây tạo lại cái vạc. Đấy. Tạo cái vạc đây thì cái khu vực này nó sẽ cái vạc như thế này. Chúng ta cũng đã nói là trong này là rất khó ra, còn nếu nếu mà ra được thì phải chịu chạy, tức là phải chạy qua cái vạc này bên Ukraine. Thế thì trong này khoảng 1 tiểu đoàn đang bị kẹt trong này, nhưng mà một cái số kẹt trong này thì người ta chỉ huy bảo rút lui thì họ không rút, mà hình như là họ đang ngồi chờ Nga đến để coi như là không phải để choảng nhau mà là để đầu hàng. Chúng ta làm thực hư thế nào. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta thấy là cái khu vực này nó lại đang nhấp nháy ở trên ấy nữa. Đấy, lại đánh xuống chứ không phải đánh cái mỏ đồng nữa. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy nó có Nga lại đang đánh theo cái chiều hướng xuống dưới này nữa. Đấy. Anh chàng này thì đánh lên này nữa. Thì như vậy là nó sẽ tạo thêm một cái vạc nữa ở đây. Đấy. Thì cái tạo vạc giữa thì ở giữa đây thì nó là trống, cho nên là nếu Nga khép góc này thì nó sẽ tạo ra một cái vạc lớn hơn. Đấy là một cái vạc lớn hơn. Trong đó cứ là coi như khép góc. Trong trường hợp nếu mà tức là bao vây được cái vạc nào trước, tiêu diệt vạc nào trước thì cứ làm. Còn nếu không thì nó trở thành một cái vạc lớn. À, nó là như vậy. Cho nên là cái chỗ này là tôi thấy là một cái cách đánh cũng rất là hay. Đấy. Thay vì như vậy thì bây giờ sẽ tạo luôn cái vạc này. Và hiện nay cái khu vực này đã sáng rồi. Đấy, nôm na là như vậy các bạn nhé. Như vậy thêm cái lực lượng của Ukraine tại đây thì khoảng nửa tiểu đoàn nữa. Tức là cả cái vùng này trong vòng là khoảng... Như vậy là nếu mà tính theo tối đa, tức là khoảng 400, 450 lính. Còn nếu mà tính tối thiểu thì nó còn khoảng 300 lính ở trong toàn bộ khu vực lớn này. Như vậy nếu mà Nga tiếp tục tiến tới cái chỗ mà cái công sự pháo đài này, mà trên này tiếp tục tiến lên được, một mặt cứ tiến lên để khép nắp ở trên này và một mặt cứ tấn công qua bên này. Đấy, thì hiện nay nó đang là cái hướng đánh này như vậy các bạn nè. Cái chỗ này đánh là tốt. Chúng ta nói sang cái khu vực bên này, đây hướng Pakrovsk, đây Pakrov à. Thì chúng ta thấy là đánh rất nhiều nhiều hướng à. Thì chúng ta sẽ đi từng hướng một. Giờ công nghệ nhấp nháy này à. Nga đang tiến thế này, chúng ta đi thứ nhất cái Timokhka thì mới giải phóng rồi, bây giờ tiếp tục đụng độ tại cái pháo đài đây và tiếp tục đánh xuống ở dưới này. Cái Lysychyna này thì nó cũng nhỏ thôi, nó cũng cái dạng là nó cũng ngáng đường thôi, chứ còn cái chỗ này tôi nghĩ là bất cứ lúc nào thì khó nhất là cái chỗ Ivanovka thì Nga, chúng ta nói mấy ngày nay là Nga đánh bằng ba ba hướng. Một là đánh từ cái hướng trên này đánh xuống,
hai hướng này này đánh lên, và bây giờ thêm nữa là cái chỗ này, tức là nó Nga đang làm rộng cái khu vực đường sắt này. Trước đây đường sắt này chúng ta biết là bây giờ đi là không có đi đơn độc nữa, mà sẽ đi làm dài hai bên để mà tránh bị đánh sườn đấy. Thì cái Ivanovka này hiện nay là đang bị bao vây. Cái chỗ này thì nó khó khăn hơn các cái chỗ kia trên kia, hoặc là Vesela. Thì cái Vesela hôm qua đã tấn công được rồi, thì chúng ta thấy là tức là đây là cũng đánh lấy hai bên đường sắt đấy. Thì được rồi, thì rõ ràng là Nga sẽ tiếp tục đánh xuống này và tiếp tục đánh lên trên này. Trên này thì chúng ta thấy là nó rối rắm toàn các cái công sự, nó rất là khó đánh. À, thì cái chỗ này nó cũng là ruộng không, chứ không có cái chỗ nào, nó chỉ có các cái điểm pháo thủ này, à, tức là cố thủ này, thì công sự thì Nga sẽ đánh theo cái kiểu đó. Thế còn cái chỗ dưới này là cái chỗ này là chúng ta biết là Zelenia, xuống chỗ Zelenia dưới này. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất ở khu vực này mà tôi nói hôm trước, mà tôi vẽ là cái tâm này, đưa cái chỗ này thì nó từ đây tới đây và từ đây tới đây, từ đây tất cả là được hết. Nhưng mà trong khi đó chỗ Sihoka này là, tuy là mới đánh xuống cái chỗ này thôi, mới đánh xuống chỗ này, nhưng mà có cái là cái anh chàng này anh sẽ mất sớm, có một con đường thôi. Còn cái Zelenia này, chính Zelenia này thì chúng ta thấy là nó có rất nhiều cái con đường để mà Nga tiếp cận. Cái chỗ này nó là một cái pháo đài rất lớn, thì Nga bây giờ không đánh, không không bày cái pháo đài này mà Nga vây xung quanh nó đủ chết rồi, sau đó sẽ tấn tới đó. Thì hiện nay cái chỗ này là các bạn vẫn biết là coi như là Zelenia sẽ là cũng là nằm trong cái tọa độ có thể nói là sớm thất thủ. Nếu lấy xong được này thì chúng ta thấy là cả một cái vùng trời bao la, với cái tâm nó là cái Zelenia. Hiện nay Nga đánh khu vực này, nó cái khu vực này là Nga đang cho một cái sư đoàn, nó gọi sư đoàn 27, rất là cực mạnh luôn toàn bộ cái khu vực này. Cho nên chúng ta thấy cái hình thái ở đây là nó là Nga tiến mọi hướng hết. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái khu vực trên này, tôi thấy là chú Vesele này thì nó đã cắt đứt được cái con đường 544. Đây, chúng ta thấy này, đây là cái vùng này, là chúng ta thấy con đường này. Đó. Con đường này lên đây, con đường này vào đây thì nó sẽ cắt đứt được cái con đường này. Tiếp tục Nga đánh lên này, nếu mà Nga mà chiếm được cái con đường này, chúng ta thấy nó cũng các cái đường dài dài này chính là các cái gia thông hào này, tức là cái gọi là nó chúng ta thấy là gia thông hào hai bên luôn, hai bên của cái đường này. Đấy. Đường đây thì cái cây cối thưa thớt thì nó không thể nấp ở trong cái, thí dụ như ở đây nó nấp được thì nó lại không có cái gia thông hào, cái chỗ này nó không nấp được thì nó phải có gia thông hào hai bên đường. Thì Nga hiện nay là đang tiến tới cái chỗ cái ngã ba này thì nó sẽ thuận lợi hơn để đến trên cái con đường mà Udorovka mà chúng ta đang nói, là cái chỗ này là cái chỗ mà Nga đang tiến mục tiêu trước mắt để mà từ đây có thể là hỏa lực là câu câu tới chỗ Pakrovsk này. Đấy, thì Nga đang tiến cắt cái con đường ở dưới này này các bạn. Đấy, đang cắt cắt tất cả các đường này, và bây giờ cắt được cái chỗ mà qua các cái gia thông hào này thì có thể nói là rất tốt. Ngoài ra thì Nga vẫn có thể tiến theo con đường khác. Đấy, nhưng mà có các con đường này thì nó đi qua nước và qua rừng này thì nó cũng hơi rắc rối hơn chút, thì cũng có thể qua được. Chứ còn cái đường chính thì có thể đi nhanh hơn. Đấy. Đi nhanh hơn thì nó bị bao vây, dễ bị bao vây. Đấy, chúng ta thấy là quanh con đường gia thông hào nó chạy theo này rất là hiếm có. Đấy, chúng ta thấy là ít cây. Đấy. Thì Nga đang theo hướng này. Nói chung cái anh chàng này là ứng cử viên sẽ thất thủ trong tương lai gần. Như vậy là chúng ta chốt lại cái khu vực hướng Pakrovsk, thì chúng ta thấy là Nga đang tập trung đây rất mạnh. Sau khi một thời gian nghỉ mấy ngày thì bắt đầu là có lẽ là sung sức rồi. Bây giờ sư đoàn 27 sẽ là đầu tàu trong cái vấn đề tiến về hướng Pakrovsk. Còn cái chỗ khu vực New York và chỗ Salina này thì chúng ta cũng mới nói rồi. Cái điểm thứ ba nữa rất quan trọng là cái chỗ Constantinopka. Thì hôm qua chúng ta nói là cả 100 chiếc xe tăng, xe bọc thép, xe bộ binh chiến đấu, xe vận tải chở quân của Nga đã bị hoặc là bị mìn hoặc là bị UAV nó tấn công và chết là có thể nói là mấy trăm, có thể gần tới cả ngàn người trong các cái trận gọi là gần đây, chứ không phải là trong một cái trận đó.
Thì nói chung ở đây là đã tổn thất rất nhiều quân của Nga rồi. Thì hiện nay thì có cái điểm sáng nhất là chính là cái khu vực này. Chúng ta thấy đây là cái đường nó chạy từ Vuleda lên Marinka. Nếu mà Nga đã cắt được thì thực tế là Nga đã cắt được cái đường này rồi. Cái đây là cái điểm sáng nhất trong cái bản tin của tối nay đấy các bạn nhé. Khi mà cắt được cái này rồi thì chúng ta thấy là sẽ cô lập hoàn toàn, là không có tiếp viện giữa hai cái sư lữ đoàn 79 và lữ đoàn 72 của Ukraine. Cho nên cái khu vực Constantinopka này thì Nga cũng bằng mọi giá mà Nga phải lấy thôi. Vì đã tốn rất nhiều công sức vào đây rồi. Thì chúng ta thấy là hiện nay là Nga đang tiến theo các cái hướng, đủ các hướng hết. Đấy. Và sẽ bọc cái này hướng vào, bọc cái này hướng vào. Thì chúng ta biết là cái một cái kho đạn rất lớn ở đây đã mới bị nổ tung, thì không có lý do gì mà cái chỗ này là Nga đang tổng tấn công, tổn thất rồi, phải đánh thôi. Còn phía dưới này thì chúng ta biết là bây giờ nó là ba ba rách ba nơi rồi, nó ta đã nói, tức là bây giờ anh chàng này và anh chàng này là ba nơi. Còn cái chỗ này thì trước đây thì Nga cũng đã cắt ra rồi. Còn đây cái mỏ than, mỏ đá thì chúng ta biết chính xác rồi. Thì bây giờ đã có khi mà chỉ cắt chia chỗ này rồi thì coi như là nó sẽ rời ra với cái anh chàng này. Anh chàng này thì nó cũng rời với anh chàng này. Thì Nga đang cố gắng trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì phía trên này chúng ta thấy là cũng không có gì. Trà Sốt ra đây thì này không có đánh lớn mà chỉ có phía Ivanovka. Thì Ivanovka đây thì chúng ta thấy là này, trước đây thì Nga cũng đã từng làm chủ cái ngã tư này. Nhưng mà đến bây giờ thì bắt đầu Nga sẽ tiếp tục là tràn qua bên này. Thì chúng ta thấy cái hệ thống công sự chằng chịt của bên Ukraine. Thì nếu mà qua được bên này thì Nga sẽ đánh được cái phía nam của cái khu phố 2 và phía nam của cái khu phố 4. Sau đó là để mà có cái đường đi thẳng xuống Konstantinovka. Konstantinovka đấy thì là bao la bát ngát. Thì vậy thôi. Còn trên trên này thì chúng ta thấy là chỗ Siverd thì chỉ có mỗi cái chỗ đây là Siverd đây. Chỗ Verkhokamyanskaya thì Nga đang tấn công một khu vực này. Còn lên trên này Kupiansk thì thực tế nó chỉ có một cái vị trí mà có thể nói là gọi là nhấp nháy thôi. Thì chúng ta thấy là cái khu vực này thì Nga đánh nhiều lần rồi. Với mục tiêu của Nga là nó Petropavlovka dưới này, còn Shinkovka thì là Ukraine đang đánh phía bắc. Còn cái khu vực này thì là Nga đang đánh xuống phía nam. Thì đây là Nga cố gắng làm chủ một cái con đường này. Một con đường song song với con đường này các bạn nhé. Nó có một con đường vào Oryanska. Nga chưa lấy được đường này thì chưa thể nói xuống đường này được. Còn khu vực Vovchan thì cũng chỉ giao tranh thông thường giữa Lipsy, bên Lipsy, Hulukumbuka này và cũng cái chỗ mà Buvuvatka cũng như là Vovchan thì cũng giao tranh thông thường. Riêng chỗ cái Buvuvatka này thì hai bên đánh qua đánh lại thôi. Và có hiện tượng là Ukraine đang rút dần về phía nam. Đấy, tức là có lẽ là bỏ cái khu vực này. Tình hình như vậy thôi. Chứ còn riêng cái chỗ Kiev thì hôm nay ông Chebat, tức là ông này là chánh văn phòng tổng thống này, tức là người điều hành dẫn dắt toàn bộ kể cả tổng thống luôn, kể cả vợ tổng thống luôn, nó điều đi luôn rồi. Thì coi như là ông này thì ông nói chính thức là ông trả lời phỏng vấn với CNN, nói rằng là chắc chắn chúng tôi sẽ phải ký đàm phán. Nhưng bây giờ nó không phải là cá nhân nữa, mà bây giờ cá nhân không quyết định nữa, đổ thừa cho nhân dân, cho nên sẽ trưng cầu nhân dân ý dân trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa là ngày 31 tháng 7 thì Zelensky đã ký gọi là cái cơ cấu lại khoản nợ khoảng 20 tỷ, thì chúng ta thấy là rất lớn, mà các chủ nợ phương Tây thì không chịu. Hay nói cái khác tức là vỡ nợ rồi, nhưng mà nếu mà bây giờ cơ cấu lại và sau 2 tháng nữa chúng tôi sẽ trả thì là coi như là cũng cái dạng vỡ nợ, nhưng mà là chưa vỡ thôi, tức là sắp. Nếu mà các chủ nợ không đồng ý thì gọi là vỡ, mà nếu mà các chủ nợ đồng ý thì gọi là sắp vỡ. Đấy, sắp tè le rồi. Cho nên nhưng mà có khả năng là Mỹ sẽ điều khiển là không cho vỡ nợ, ráng 2 tháng nữa. Thì 2 tháng nữa tức là cái hạn ngạch của nó thì đến ngày 1 tháng 8 thôi. Thế là ngày 1 tháng 8 là đến ngày 1 tháng 10. Thế 1 tháng 10 bắt đầu đánh đấm kiểu gì đó rồi bắt đầu tính sau có nợ được cái vỡ như nào trả hay không. Cái này chuyện đấy, chuyện của tôi. Đấy. Cái này chúng ta chờ xem. Còn riêng F-16 thì chúng ta bay bay thì đang bay ngáp thôi. Đấy. Chứ bây giờ có lại không bay cũng không được. Mà cũng nói là đã bắn được một số cái UAV của Nga rồi nó kia. Thì lúc nào chiến đấu thì chúng ta chờ xem thôi.
Và hiện nay là chúng ta biết là cái nợ cũng nợ tức là cái chi phí cho quốc phòng của Ukraine này là có thể nói hiện nay là cao nhất thế giới rồi, tức là 31,2%, trong khi đó chúng ta biết là các nước Baltic này nó chỉ 1,5% thôi cái GDP, ông nào lên ráng lên 2% là nhiều thôi, còn riêng ông Bà Lan ông cũng đang, xin lỗi, đang máu thì anh lên tới 4% thôi, chứ mà anh này là 31,2% các bạn này. Thế còn cái tình hình chỗ Iran thì chúng ta thấy là đã chính thức là tức là đóng cửa không phận, có nghĩa là chuẩn bị chiến rồi. Và người ta nói rằng là cái ông Haniyeh này bị chết là do bom người ta cài sẵn chứ không phải là do một cái gọi là, tức là thông tin bây giờ nó nhiễu mà, tức là bị bên kia nó tên lửa mà nó lọt vào cái cửa sổ và nó vào đập đúng cái chỗ ông và bằng laser laser gì đấy thì thấy nó cũng quá phức tạp. Thì hôm qua tôi cũng nghi ngờ cái chỗ này thì tôi có nói với các bạn, tức là có khả năng là khi mà gặp nhau ở cái chỗ cái đám người Palestine sau bữa tiệc về, sau sau cái bữa mà đi gọi là lễ tang về này, đấy, thì gặp cái đám đấy là vui vẻ ôm hôn gì đấy, không biết nó có gắn vào vào áo vào quần gì không đấy, thì tôi có nghi như vậy. Nhưng mà thực tế là bây giờ thì lại có một số thông tin nói rằng là nó đã cài sẵn bom ở trong cái phòng của ông ấy đấy. Tức là cái chỗ mà cái khách sạn hạng sang nằm trơ trọi giữa núi đấy thì nó dễ bảo vệ hơn là cái khu vực dân cư đấy. Nhưng mà có cái là ông này ông tới đây là mỗi lần tới Iran là ông tới cái chỗ đấy ông ngủ và ông vào cái phòng đấy và cũng nằm cái giường đấy, cho nên nó cài sẵn ở trong giường luôn đấy, mà bảo là cài trước trong 2 tháng, 2 tháng trước và được kích hoạt kích nổ từ phía ngoài bên ngoài đấy. Như vậy là ông này là coi như là cứ là cái chỗ cũ, thì chúng ta thấy là cái một cái thói quen có lẽ đối với các cái chính trị gia mà như thế này thì không nên là ở một cái phòng, tức là chuyên ở cái phòng đó hoặc là thậm chí là chuyên cái giường đó thì có lẽ là cũng không nên. Và đây là rõ ràng là nó gián điệp người người Iran, người tức là của Iran, tức là người ta đã lắp vào đây. Thì cái tình hình này, cho dù là kiểu gì đi chăng nữa đấy là người ta đang phân tích về cái kiểu chết thôi, chứ còn nói chung cái quả này thì sẽ quả đánh rất lớn. Và Mỹ cũng đã điều thêm 12 cái tàu để tới hỗ trợ cho Israel trong cái thời điểm khó khăn này. Đấy, tức là quân đội, tức là kể cả nhân lực cũng như là vũ khí. Còn trong khi đó là các nước châu Âu bắt đầu đồng loạt lên tiếng là Iran hãy 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 không không làm cho ngọn lửa, tức là hãy bùng lên thôi, hãy hãy chuốc đau thương lại ghim vào trong người thôi chứ đừng có đánh nó đấy. Thì trong khi đó thì Netanyahu thì nói rằng đã chuẩn bị cho mọi kịch bản đấy, thì sẵn sàng đấy. Thì chúng ta chờ xem cái ngòi nổ này nó có bùng nổ hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.